Hưởng vô biên công đức đa, muốn cho chân linh sinh tịnh độ, đài liên báu đài xem báu lễ Di Đà, trái chủ đại ủy chân linh chính nghi tiên nghi à, chân nghi trọng điều hộ tự phúc nghi động vô cấp tiên tô đẳng nhất thiết chư vị chân linh sám lễ Phật. Chân linh sám lễ Pháp, chân linh sám lễ Tăng, chân linh sám lễ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tứ giả chân linh chuẩn nghi trọng nghi điều phổ cập trần gia tiên tổ nguyễn gia tiên tổ đàng chư vị chân linh quy Phật. Chân linh quy Pháp, chân linh quy Tăng, chân linh quay về nương tựa vào Phật, chân linh quay về nương tựa vào Pháp, chân linh quay về nương tựa vào Tăng, chân linh quay về nương tựa vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tư giá chân linh trần trọng điều từ phúc rộng cổ cọc tiên tổ đẳng chữ chân linh chiên linh quy Phật. Đấng phúc tuệ vẹn toàn, chân linh quy Pháp, đạo thoát ly tham dục, chân linh quy Tăng, chúng đáng được tôn kính. Tư giá chân linh nghi trần trọng điều từ phúc động cổ cọp trần giá tiên tổ nguyễn gia tiên tổ đẳng chư vị chân linh trên linh quy Phật không đọa vào địa ngục. Chân linh quy Pháp không đọa vào ngã quỷ, chân linh quy Tăng không đọa vào súc sinh. Tư giá chân linh trần trọng điều hổ cập tiên tổ đẳng chư vị chân linh quy Phật kinh, chân linh quy Pháp kinh, chân linh quy Tăng kinh, chân linh quy Phật rồi, chân linh quy Pháp rồi, chân linh quy Tăng rồi, chân linh quy Phật quy Pháp Tăng rồi. Giờ đây các quỷ chân linh đã quy Tam Bảo rồi, nguyện thọ giữ Tam Phục Bồ Đề đại giới rằng: thứ nhất, phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thề đoạn tất cả ác. Thứ hai, phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thề tu tất cả thiện. Thứ ba, phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thề độ tất cả chúng sinh. Đây là tam đại giới chính là con đường duy nhất dẫn đến cửa ngõ niết bàn của mười phương các đức bạc gia phạm quy xong chân linh từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Ba nghiệp sáu quan hoặc tự mình làm hoặc bảo người khác làm hết thảy các nghiệp bất thiện nay ương vào năng lực quy thủ giới đối trước mười phương Tam Bảo tẩy thân tâm ai cầu sáng hối. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều do ba tham sân si từ thân biển ý phát sinh ra. Nay đối trước Phật cầu sám hối, con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân biển ý phát sinh ra. Nay đối trước Phật cầu sám hối, con xưa đã tạo bao ác nghiệp
đều do ba nghĩ, đều do vô thủy tham sân si. Từ thân biệt nghĩ phát sinh ra, nay đối trước Phật cầu sám hối. Tất cả các chư vị chân linh sám hối nghiệp chứng đã xong, nay cùng tôi phát cúng ở thể nguyện lớn, chúng sinh vô biên nguyện độ hóa độ. Phiền não vô tận nguyện đoạn trừ, pháp môn vô lượng nguyện tu học, Phật đạo vô thượng nguyện thành tựu, tự tính chúng sinh nguyện hóa độ, tự tính phiền não nguyện đoạn trừ, tự tính pháp môn nguyện tu học, tự tính Phật đạo nguyện thành tựu. Trên đây qua sân môn triệu thỉnh chư vị vong linh đã đến lạng giảng sám lễ tam bảo quy thủ dư sám hối pháp nguyện xong rồi, nay được gọi là Phật tử, lấy Phật làm tâm, lấy pháp làm thân, lấy tăng làm mình, mãi mãi là đệ tử chân tịnh của Đức Như Lai, thề không quy tà ma ngoại đạo, chân linh các vị từ vô minh trước trọng ác nghiệp căn sâu, giờ đây đối ý lại nương tăng chúng đưa trước mười phương tam bảo nói lời sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại đại xả ký muôn loài ánh sáng gương tốt tử trang nghiêm, chúng con chí tâm quy mệnh lễ. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. 88 đức Phật. Nam mô phổ quán Như Lai ứng cung chính viên chi mười hiệu đầy đủ năm nước quy được Phật các tổ đều sám hối. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Mười phương Phật, mười phương pháp, mười phương tăng hộ pháp phong thiên xin chứng minh cho giờ đây nhân tuần đâm tư cứu của nghi ngày nhân tuần đâm tư cứu có trai chủ là trần thập đức chân trong đa chân thập đức hợp toàn đồng giá dương môn quyên đẳng từ xuân phục quỷ kinh tiến chân linh kiến cẩn trong hiền thảo chân trọng tiêu tự phúc đồng nay vì chân linh riêng bày lễ sát hối bạc độ vì thế đốt hương thơm hướng lên đến như không mà triệu thỉnh chân linh về đến đạo tràng triều sám lễ tam bảo quy thủ giới sát hối phát nguyện xong cũng nên hồi linh tiểu vị thụ trà hưởng từ chính pháp văn kinh phó giúp vạn sinh lại nguyện đại sư ba quái cha lành bốn ngoài dưới cánh tay vàng phóng ảo quang mà phá tâm tối vô minh chỉ con đường vãng sinh tiếp dẫn hoa sen tượng phẩm bán lời khó ký một đời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thiêng thiêng tạ lễ tam bái. Thờ giờ con ít quy chân linh ở chu viên mày tôi thỉnh quý đại đức tăng ni về tại phân tập về tại tạng để bố thí cho gia đình con các mẫu phận như là phở.